Tử vi về ngày 21 tháng 11 âm lịch. Xin kính chào quý anh chị và các bạn. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh Phong thủy Gia Cát, kênh thông tin hữu ích chuyên chia sẻ và truyền tải các kiến thức về tử vi, phong thủy và đời sống tâm linh. Đặc biệt được hướng dẫn và tư vấn bởi thầy Gia Cát, một trong những bậc thầy về phong thủy nổi tiếng tại Việt Nam. Từ xa xưa, ông cha ta mỗi khi tiến hành một công việc nào đó đều chọn ngày tốt để cầu mong mọi việc hanh thông. Trong chương trình tử vi hàng ngày, luận giải cát hung hàng ngày của kênh Phong thủy Gia Cát sẽ cho quý anh chị biết là ngày hôm nay là ngày tốt hay xấu với tuổi của anh chị. Những công việc đại sự nào có thể tiến hành hay không nên làm gì trong ngày này. Thông qua các yếu tố ngũ hành, vận mệnh năm sinh với ngày tháng muốn xem, từ đó giúp anh chị biết được nên làm gì và lên kế hoạch sắp xếp công việc được hợp lý để đạt được kết quả tốt nhất cho bản thân. Hôm nay, mời anh chị và các bạn hãy cùng theo dõi phần luận giải về cát hung ngày 21 tháng 11 âm lịch với sự tư vấn từ thầy Gia Cát và các thầy trong Hiệp hội Phong thủy Việt Nam. Chúc anh chị có một ngày đầy may mắn và nhiều niềm vui! Quan về ngày 21 tháng 11 âm lịch. Ngày 21 tháng 11 âm lịch còn gọi là ngày 21 tháng 11 năm Canh Tý năm 2021 dương lịch. Ngày này sẽ có nạp giáp là ngày Nhâm Tý, có nạp âm là Tang Trá Mộc, tức là cỗ cây dâu, do Tý và Ngọ chính xung, Nhâm Dương Thủy khắc Bính Dương Hỏa, Mậu Dương Thổ khắc Nhâm Dương Thủy. Đây gọi là thiên khắc địa xung nên dẫn tới ngày này đặc biệt xấu đối với các tuổi Bính Ngọ sinh năm 1966 và Mậu Ngọ sinh năm 1978. Tổng quan tử vi 12 con giáp. Tuổi Tý, Tý Dương Thủy gặp Nhâm Dương Thủy là Tỷ Kiên, nghĩa là được sự trợ giúp, hỗ trợ từ những người thân, anh em của mình. Bên cạnh đó có cát tinh, tướng tinh đóng mệnh. Cát tinh, tướng tinh là sao tốt, biểu tượng cho quyền lực, có tài lãnh đạo, có uy quyền với quần chúng. Trong ngày 21 tháng 11 với người tuổi Tý còn có hung tinh Kình Dương chủ về tai họa, thương tật chiếu mệnh, nên gia chủ tuổi Tý cần chú ý ngay những lời mời gọi, nhờ vả liên quan đến việc phạm pháp, giấy tờ, không đứng ra vay mượn hay ký nhận thay ai, tránh những tranh cãi không đáng có liên quan đến pháp luật. Tuổi Tý trong năm nay còn gặp phải trực thái tuế nên cần hết sức chú ý về vấn đề thị phi trong công việc và sự nghiệp. Năm nay là một năm rất gian nan, vất vả của những gia chủ tuổi Tý. Chính vì thế quý anh chị nên chọn cho mình vật phẩm phong thủy vòng tam giác khai vận Thân, Tý, Thìn để hóa giải những xui xẻo, thị phi bủa vây và giúp cho con đường công danh, sự nghiệp, tài lộc được hanh thông, thuận lợi. Tuổi Sửu. Sửu âm thổ gặp Nhâm Dương Thủy là chính tài, nghĩa là bị thân khắc xuất. Trong ngày này, những gia chủ tuổi Sửu cần chú ý nhiều tới vấn đề tài lộc của mình, tránh tham gia các trò đỏ đen dẫn tới thất tài không đáng có. Trong ngày này có Kim Dư đóng mệnh. Kim Dư là cát tinh, là xe hoa lệ, là phú quý, sẽ có nhiều tài lộc, quý nhân đến với những người tuổi Sửu. Tuy nhiên, cần mềm mại, hòa nhã trong các mối quan hệ để đạt được những thành quả trong công việc. Hơn nữa, tuổi Sửu năm nay vì gặp phải thái tuế lục hợp và nhiều cát tinh khác chiếu vận nên vận thế tổng thể vô cùng có lợi. Vì vậy, năm Canh Tý 2020, người tuổi Sửu nên tận dụng cơ hội và nên sử dụng vòng tam giác khai vận Tỵ, Dậu, Sửu để chiêu quý nhân cát lành, đem lại may mắn cho bản mệnh, chủ giải, thị phi, tuổi Dần. Dần Dương Mộc gặp Nhân Dương Thủy là thiện ấn, nghĩa là bản thân được sinh phù. Trong ngày này, những gia chủ tuổi Dần nếu có cơ hội nên chủ động chấp nhận thử thách để có kết quả tốt hơn. Trong ngày xuất hiện văn xương quý nhân chiếu mệnh là các tinh chủ về việc học hành, thi cử, nên ngày hôm nay rất thuận lợi cho việc thi cử, đạt được những thành tích cao, công danh hanh thông. Trong năm Canh Tý, người tuổi Dần gặp thái tuế tương sinh, hơn nữa lại cùng quan ấn tương sinh, sức mạnh đột nhiên tăng, mệnh chủ có quý nhân trợ giúp. Cần nắm bắt cơ hội này để phát triển bản thân và công việc. Người tuổi Dần năm nay nên sử dụng vòng tam giác khai vận Dần, Ngọ, Tuất, sử dụng tam giác địa chi trong phong thủy để đem lại sự may mắn, tài lộc, tăng cường vận khí và chiêu mời quý nhân trợ giúp cho gia chủ. Tuổi Mão,
Mão âm mộc gặp nhâm dương thủy là chính ấn, nghĩa là bản thân được sinh dưỡng, nuôi dưỡng. Đây là ngày cát lành cho những gia chủ tuổi Mão. Nếu có cơ hội tốt, cần phải nắm bắt, sẽ có tài lộc, sự phát triển tốt đang chờ đợi bạn ở phía trước. Trong ngày xuất hiện cát thần, thiên ất quý nhân đóng mệnh. Thiên ất quý nhân là ngôi sao may mắn cho mệnh. Nếu có ngôi sao này trong mệnh, sẽ được vinh hoa, phú quý, mệnh thăng khí vượng. Bên cạnh đó, còn có sao hàm trì chiếu tới, mang lại may mắn về vận đào hoa cho các gia chủ tuổi Mão. Với những người độc thân, nên chú ý nắm bắt cơ hội để có thể tìm kiếm được một nửa cuộc đời của mình. Hơn nữa tuổi Mão năm nay cùng với thái tuế Tý, Thủy hình thành Tý Mão vô lễ chí hình, các mặt vận thế sẽ có nhiều thay đổi. Năm nay bị ảnh hưởng bởi hình thái tuế và sao lục hại. Đối với quan hệ xã hội, sự nghiệp hay đường tình duyên của những người tuổi Mão sẽ gặp nhiều điều bất lợi, nên sử dụng vòng tam giác khai vận Hợi, Mão, Mùi để gặp khung, hóa cát, chiêu quý nhân, tài lộc, quý thìn. Thiên dương thổ gặp nhâm dương thủy là thiên tài, nghĩa là bị thân khắc. Trong ngày này, những gia chủ tuổi thìn sẽ có dễ được tài lộc, công việc, sự nghiệp có tiến triển tốt, như trong vấn đề tình cảm, tình duyên, nếu không cẩn thận sẽ xảy ra tranh chấp, cãi vã không cần thiết với bạn đời. Trong ngày này có phúc tinh và tướng tinh giáng chiếu tới bản mệnh của những gia chủ tuổi thìn, nên có thể xem xét tiến hành các công việc quan trọng, nhưng sẽ cần chú ý tới sức khỏe, nhất là những việc liên quan đến giấy tờ, nên nắm bắt cơ hội để đạt được những sự thăng tiến mong muốn trong công việc. Hơn nữa, những người tuổi thìn rơi vào năm Canh Tý 2020 tương hợp với thái tuế, được quý nhân tương trợ, cho nên về tổng thể mà nói là vận thế không tệ. Những người tuổi thìn năm nay vượng về vận quý nhân. Để tận dụng cơ hội, người tuổi thìn cần sử dụng vòng tam giác khai vận thân, tí, thìn, chiêu quý nhân, tài lộc, hóa giải thị phi cho bản thân. Tuổi tỵ, tỵ âm hỏa gặp nhâm dương thủy là chính quan, nghĩa là thân bị khắc. Trong ngày này, cần chú ý tới lời ăn, tiếng nói, cần cẩn thận những thị phi từ miệng mà ra. May mắn trong ngày này có hai cát tinh là thiên ất và thái cực. Thiên ất quý nhân đóng mệnh là ngôi sao may mắn trong mệnh. Có ngôi sao này được vinh hoa, phú quý, mệnh thăng khí vượng. Thái cực là ngôi sao chủ về thông minh, ham học. Người tuổi tỵ trong năm 2020 canh tí, thiên can lưu niên canh kim là thiên tài của tỵ. Thái tuế tí, thủy là chính quan của tỵ. Cho nên tài quan của người tuổi tỵ năm nay lương vượng, sự nghiệp cầu tài đều sẽ có cơ hội phát triển lương. Đều sẽ có cơ hội phát triển tương đối tốt. Khuyên người tuổi tỵ sử dụng vòng tam giác khai vận tỵ, dậu, sửu, hóa giải hung họa, chiêu quý nhân, giúp người trong công việc, cuộc sống. Tuổi ngọ, ngọ dương hỏa gặp nhâm dương thủy là thất sát, thiên quan. Trong ngày này, các gia chủ tuổi ngọ nên cẩn trọng chú ý nhiều hơn trong công việc để tránh gặp phải thị phi không cần thiết. Trong năm canh tí, tuổi ngọ còn vẫn phải xung thái tuế. Năm nay sẽ là một năm rất vất vả, vận hạn xấu nhất trong 12 con giáp, nhiều lo lắng, ít niềm vui, sóng gió triền miên. Thái tuế Tý Thủy là thiên quan tinh của tuổi ngọ, cần cẩn thận những kẻ tiểu nhân, công kích và tránh những rắc rối, thị phi. Chính vì vậy năm nay, người tuổi ngọ cần sử dụng vòng tam giác khai vận, sần, ngọ, tuất, chiêu quý nhân, tài lộc, hóa giải thị phi cho bản thân. Tuổi mùi, mùi âm hỏa gặp nhâm dương thủy là chính tài, nghĩa là bị thân khắc xuất. Trong ngày này, những gia chủ tuổi mùi cần chú ý nhiều tới vấn đề tài lộc, tránh tham gia các trò đỏ đen sẽ dẫn tới thất tài không đáng có. Ngoài ra, gia chủ cũng sẽ cần chú ý nhiều về vấn đề sức khỏe của mình. Do ngày này có nạp âm là hỏa nên cần chú ý nhiều về vấn đề các bệnh liên quan tới đường hô hấp nhiều hơn. Trong ngày xuất hiện cát thần là quốc ấn giáng chiếu, thần sát này chủ về quan vận. Nên những gia chủ tuổi mùi nếu như đang theo con đường quan trường sẽ có được những trợ giúp rất lớn. Nếu có những cơ hội tốt, gia chủ nên nắm bắt để có những bước tiến triển tốt hơn. Bên cạnh đó, còn có sao hàm trì chiếu mệnh mang tới may mắn về vận đào hoa cho các gia chủ tuổi mùi. Với những người độc thân nên chú ý nắm bắt cơ hội để có thể tìm kiếm được một nửa của cuộc đời mình. Bên cạnh đó, vẫn tuổi lưu chuyển đến năm 2020 canh tí, người tuổi mùi vì cùng thái tuế và năm tí là có quan hệ tương hại hai bên, bên trong được coi là hại thái tuế. Vận trình của người tuổi mùi năm nay dễ dàng gặp khó khăn, trắc trở, làm việc không thuận, sự nghiệp tài vận sẽ phải chịu ảnh hưởng.
Ngoài ra, khuyên gia chủ tuổi Mùi sử dụng vòng tam giác khai vận, Hợi, Mão, Mùi đem lại may mắn, tài lộc cả năm. Tuổi Thân, Thân Dương Kim gặp Nhâm Dương Thủy là thực thần, nghĩa là thần bị sinh xuất tiết mất khí, nên trong ngày này, các gia chủ tuổi Thân nên hết sức chú ý và cẩn thận. Ngày Nhâm Tý, gia chủ tuổi Thân được hai cát tinh là Tướng Tinh và Thái Cực chiếu mệnh, đem lại những may mắn và cơ hội cho gia chủ. Đặc biệt năm 2020, Thái Tuế, Tý Thủy là tam hợp quý nhân của người tuổi Thân. Vận thế tổng thể coi như không tệ, nhưng cũng không nên quá lạc quan. Người tuổi Thân năm 2020 nên sử dụng vòng tam giác khai vận, Thân, Tý, Thìn có tác dụng tăng cường khí vận, đem lại may mắn, tài lộc, sức khỏe và sự hòa hợp cho các gia chủ thuộc bộ tuổi Thân, Tý, Thìn, Tuổi Dậu. Dậu âm kim gặp Nhâm Dương Thủy là thương quan, nghĩa là bản thân bị khắc chế. Đối với các gia chủ tuổi Dậu trong khoản này, cần cẩn trọng, hết sức các mối quan hệ xung quanh, tránh vì những mâu thuẫn mà xảy ra xung đột không đáng có. Ngoài ra, tuổi Dậu rơi vào năm Canh Tý 2020 do Dậu Kim tương phá với địa chi lưu niên của năm là Tý Thủy nên còn gọi là phá Thái Tuế. Vận thế năm nay ảm đạm có nhiều biến động. Tuy nhiên, điều quan trọng là giữ vững tinh thần, trách nhiệm. Trong công việc, lấy may giải hung, khuyên gia chủ tuổi Dậu nên sử dụng vòng tam giáp khai vận, Tị, Dậu, Sửu, cầu công việc hanh thông, mọi điều may mắn. Tuổi Tuất, Tuất Xương Thổ gặp Nhâm Dương Thủy là thiên tài, nghĩa là bị thân khắc. Những gia chủ tuổi Tuất sẽ có được tài lộc hơn, công việc, sự nghiệp có tiến triển tốt, nhưng trong vấn đề tình cảm, tình duyên, nếu không cẩn thận sẽ xảy ra tranh chấp, cãi vã không cần thiết với bạn đời. Bên cạnh đó, vận trình trong năm 2020 của tuổi Tuất có rất nhiều khởi sắc, sự nghiệp và tài vận có bước nâng lên đáng kể, cường độ và áp lực của công việc cùng tồn tại. Để ngăn chặn sự làm việc quá sức về thể chất và tinh thần, cần phải chú ý đến sự kết hợp giữa công việc và nghỉ ngơi, điều chỉnh vừa phải, thái độ thoải mái và lạc quan đối với cuộc sống. Gia chủ tuổi Tuất nên sử dụng vòng tam giác khai vận Dần, Ngọ, Tuất để chiêu quý nhân, đem lại may mắn, tài lộc trong cả năm. Tuổi Hợi, Hợi Dương Thổ gặp Nhâm Dương Thủy là kiếp tài, nghĩa là ngang bằng với bản thân. Đối với các gia chủ tuổi Hợi trong ngày hôm nay nên chú ý nhiều về những mối quan hệ thân thiết xung quanh mình. Vào ngày này có cát tinh thiên lộc đóng mệnh, đây là một cát tinh đem đến tài lộc, tiền bạc và những may mắn, cần nắm bắt các cơ hội để phát triển bản thân, kinh tế. Bên cạnh đó còn có sao Hàm Chí chiếu tới mang lại may mắn về vận đào hoa cho các gia chủ tuổi Mùi. Với những người độc thân nên chú ý vì nắm bắt cơ hội có thể dễ tìm. Hơn nữa, những người sinh năm Hợi vào năm Canh Tý 2020 gặp lưu niên, thiên can canh kim là thiên ấn tinh. Thiên ấn chủ về áp lực và phiền não có liên quan đến học hành, thi cử. Thi niên Thái Tuế là kiếp tài tinh, cũng có nghĩa là ở lại tranh đoạt. Vì vậy mà trong năm nay gặp nhiều chuyện không như ý. Bản mệnh nên chọn cho mình vòng tam giáp khai vận Hợi, Mão, Mùi thuận lợi hơn trong ngày hôm nay, tránh xa được những thị phi không đáng có, tinh thần lạc quan và vui vẻ. Trên đây kênh phong thủy Gia Cát đã trao đổi với anh chị về luận giải vận hay ngày 21 tháng 11 âm lịch. Hy vọng với những kiến thức mà chúng tôi vừa chia sẻ, anh chị có thể áp dụng tránh hung hóa cát để lộ trình công việc ngày hôm nay được thuận lợi. Đừng quên đăng ký kênh và nhấn vào tín hiệu chuông để không bỏ lỡ bất kỳ video nào từ chúng tôi. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại!